First News chính thức khởi kiện Lazada vì tiêu thụ sách giả. First News, Chí Việt vừa chính thức khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ, buôn bán sách giả vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngày 4 tháng 9, First News nộp đơn khởi kiện Lazada thuộc công ty Reset Alibaba lên Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 9 tháng 9, đại diện First News Chí Việt gặp gỡ báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến vụ kiện. Theo First News, từ đầu năm 2019, công ty này đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc về vấn đề sách kém chất lượng, in sai sót được mua trên Lazada với mức giá giảm mạnh từ 42 đến 55%, có trường hợp giảm 72% so với giá bìa. Trong đó, có rất nhiều sách bị phát hiện là sách giả, không được phát hành hợp pháp và vi phạm trầm trọng bản quyền, quyền tác giả mà First News Chí Việt đang sở hữu. Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc First News Chí Việt cho hay, ngày 19 tháng 8 năm 2019, First News đã gửi công văn yêu cầu Lazada thúc đẩy kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân buôn bán sách giả trên sàn thương mại điện tử này. Tuy vậy, Lazada vẫn để cho nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi kinh doanh sách giả. Cụ thể, các quyển sách giả của công ty được bán tràn lan trên Lazada phải kể đến là Muôn Kiếp Nhân Sinh, Đắc Nhân Tâm, Đi Tìm Lẽ Sống, được tiêu thụ rộng rãi. Trong đó, Muôn Kiếp Nhân Sinh là cuốn sách mới nhất. Cuốn sách của giáo sư John Vũ, Nguyên Phong được ra mắt hồi tháng 5 và được bán 180.000 bản. Dù đã lên tiếng nhiều lần, xác lập bằng chứng và gửi công văn. Tuy nhiên, một năm trôi qua, Lazada vẫn không có bất cứ động thái nào để chấn chỉnh tình trạng buôn bán sách giả công khai. Thậm chí, không có phản hồi về việc xử lý các gian hàng bán sách giả bị First News phát hiện và đã lập bằng chứng trước đó. Trước thông tin First News Chí Việt khởi kiện Lazada vì hành vi tiếp tay tiêu thụ sách giả, đại diện Lazada khẳng định, đơn vị này luôn tôn trọng các quy định pháp luật hiện hành, cũng như luôn thực thi những biện pháp quản lý nền tảng nghiêm ngặt để có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng. Đại diện Lazada cho biết thêm, ngay khi nhận thấy các dấu hiệu vi phạm, Lazada sẽ lập tức tiến hành rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm liên quan trên nền tảng của mình. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo quy định của pháp luật. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trong những bản tin tiếp theo.